Clip này chỉ mang tính chất giải trí, không động viên khuyến khích cho bất kỳ hành động tiêu cực nào diễn ra trong đoạn video. Kai không hề cố ý cổ xí cho bạn nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đây là một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm với những con zombie khát máu, và nó còn là nơi sinh sống của những con động vật bị nhiễm bệnh. Hôm nay, Yabun sẽ cho mọi người thấy sự khác biệt giữa người biết chơi sinh tồn và người mới chơi sinh tồn khi mà họ sống trong thế giới đầy rẫy những nguy hiểm này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai ứng cử viên đầu tiên, ông Hoàng sinh tồn. Hello, mình là Mẹp Leo đây. Mình là Mây Mây nè. Hai người chơi của chúng ta sẽ cùng tỉ thí xem ai sẽ là người cuối cùng giành được giải nhất. Đó là một căn nhà với trị giá 1.000 đậu mini của Yabun. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên của hai người mèo béo và Mây Mây. Đầu tiên chúng ta hãy đi cạc đủ 10 miếng gỗ. Let's go. Ok, đơn giản. Có miếng gỗ. Lẹ lên. Trời ơi, lẹ lên Mây Mây. Mèo béo cạc đủ nhanh lắm đó. Ủa, hai, tao thấy mèo béo cạc đủ. Tao thấy mèo béo cạc cái gì vậy? Đây là cái skin thôi, thì nó không tăng đăng mà thôi. Nó chỉ đẹp thôi, nó không tăng đăng đâu. Sự hỗn độn ở đây rồi. Ê, đi tôi chắc ba cũng mình cầm cái rìu đá bình thường. Ok rồi. Okay. À, tôi đâu có cái rìu nào cho người đâu. Rồi bây giờ chúng ta tô lại cái cảnh của mèo béo xem của mèo béo có chặt đúng hay không nha. Rồi. Cầm cái rìu bình thường. Đó. À, tôi đâu có được phát cái rìu đâu, cái rìu đâu. Chứng tỏ bạn vứt rồi, chứ bạn vứt đâu chứ. Ai có rìu đúng không? Cái bộ có rìu không? Có rìu nè. Rồi. Cái rìu. Anh đây tôi rất là cái con bên cái không quen là em không hề có cái rìu nào hết. Rồi thôi được rồi. Vậy mẹ bé chặt nhanh nên là mình sẽ cho mẹ béo hai ly sốt đây mẹ bé ông. Rồi, vì chị Mimi không có rìu đó nên là tặng cho chị Chi 1 ly sốt. Ủa vậy kỳ vậy trời ơi. Nhưng mà đáng lý ra người thua cuộc là không nhận được cái gì đâu. Đúng rồi. Chơi thắng ơi, có gì cho gỡ gạt không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với màn cái trời ơi, tôi nói lộn mấy ba. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với màn thử thách tiếp theo, đó chính là ai chế tạo được bom chế tạo người đó sẽ chiến thắng. Rồi lẽ lên. Đơn giản. Ê, chính ra là em ra cái thử thách này là Mimi và ông tu thua rồi á. Người tối cổ sẽ thắng được người chuyên nghiệp được. Đừng. Là bạn tối cổ bạn sẽ thắng được người chuyên nghiệp không? Bạn chế tạo. Làm sao để giấy? Đó chứ, Mimi còn chả biết là sao để chế này rồi. Rồi, để bật mí cho chị Mimi là chúng ta phải đi tàu nào 8 cục đá và mấy miếng gỗ hồi nãy chúng ta phải tận dụng nó lại. Ok. Ơi, ngồi xuống chè còn đâu? Rồi, em cứ lợi thế rồi, không sao chắc. Nhưng mà tôi không. Rồi, em đã rồi, chế bạn rồi, mày chế tạo rồi. Rồi, sao vậy? Rồi, ok. Không tính nha. Cứu, giùm ơi, cứu. Vụ gì? Tao có tao vậy đây, tao lùi làm kia, nó dí chị, cứu. Trời ơi, bốn ai đừng bốn vừa vậy trời, ghê quá. Này không công bằng đấy, anh vừa đưa em một đống đá bằng gỗ xong thì em chỉ đạo luôn còn gì nữa. Trời ơi, không công bằng tí nào luôn. Cái này người ta gọi là tận dụng. Rồi, nhưng mà hồi nãy chị Mimi bị dí đúng không? Thì thử tiếp theo chị phải thắng nha mới được. Okay. Tiếp theo, mọi người nếu ai thắng sẽ... Ủa, lại đây chị Mimi. Vậy nha, cái này là phải nhanh nha, cái này mà ai mà chậm là không được đâu nha. Chị Mimi nhấn bén nha. Rồi. Chuẩn bị nha. Ai mà hát được bài con, một con vịt thì nó sẽ nhận được một cái súng. Rồi, xong rồi. Ok, theo như cái âm thanh của Yabun thì anh mèo béo hát đầu tiên. Rồi, nhanh nhất nha. Rồi bây giờ em còn một cây súng nữa. Ok. Thôi được rồi nè, đây người thắng là anh mèo béo. Rồi, còn đây chị Mimi. Ôi trời, cây súng rồi trời. Hồi nãy là hát được nguyên bài một con vịt mà hát chưa tốt. Nói là ai hát chưa không, mà hát chuẩn, hát đúng nha, hát nguyên cả bài nha. Ai, đúng ai, cho lại rồi. Rồi, xong rồi, chúng ta tập trung. 1 hour later. Ok, bây giờ nó sẽ đối với thử thách tiếp theo, đó chính là... Từ, ta thấy sao trong cái cuộc thi này người ta là không có một cái tối cổ mới vậy, lại em biết gì đâu, mà chơi bài chơi, thử thách mà cho người ta thắng bài chơi gì chơi. Ví dụ phải có đội mạnh, đội yếu chứ, nó phải ăn mạnh đâu mà. Nó không biết là sao không, chị Mimi á, chị gà là có gì anh béo anh nhường cho chị Mimi hiểu không? Không, chị Mimi sẽ... Chị Mimi á, chị bị stress nặng á, nên là chị mà chị thua cái là chị buồn, chị khóc mấy ngày. Ok. Không có tin là tôi khóc rồi là lục cái game anh hao không? Chứ là mình bị chơi thắng rồi đâu, mình sẽ lên báo vì bị chết đuối. Rồi, thử thách ngày hôm nay rất dễ. Đó chính là chúng ta sẽ đi tìm, ủa lộn, không phải đi tìm mà chúng ta sẽ chế tạo cái chỗ để chúng ta đi ngủ, đó chính là cái chỗ mà chúng ta ngủ. Rồi, ok luôn, đi. Rồi, đi kiếm lên, Ủa, tính ra mình chưa có nói cái đó là cái gì luôn mà mọi người biết là cái giường này. Đó chính là tâm linh. Đúng rồi. Tìm bông thì mình sẽ bật mí cho các bạn. Thì tìm bông ở trong cái màu đỏ, cái lồng đỏ này rất là nhiều nha. Đó. Mấy bông thì được. Ba bông thì được. Rồi chúng ta vô kho đồ. Ba bông. Trời ơi. Quá hên quá. Em bé chưa xong. Ủa, từ đã, cần bông đủ 3 bông này. À, cái cỏ, ôi giời, cái cỏ dài thì gần 10 cỏ dài. Rồi, có giải đi chị Mimi, lẹ Đang đọc nè, đổ bông chưa?
Tôi trầm cảm. Rồi xong luôn rồi. Tôi bị con hồ ly nó giết nữa. Bỏ sao chị Mi khóc rồi. Trầm cảm quá. Rồi bây giờ mình thấy chị Mimi quá là tội nghiệp đó mọi người. Rồi bây giờ em sẽ thử thách cho chị, nếu chị làm được thì chị sẽ có một phần quà. Đúng hả? Ừ, cái này chỉ cho chị thôi đúng không? Tại vì thấy chị tội nghiệp quá. Rồi bây giờ là nhanh nha, chị phải làm nhanh nha. Rồi. Nhanh. Rồi, ba. Chị phải hát bài hai con thằng làm con chế. Ủa vậy sao kêu hỏi hết một mình chị? Ờ, thì chị có một mình chị à, nếu mà chị hát không được trong vòng 3 giây chị sẽ thua. Rồi lại nha. Một, hai, ba, chết rồi, con đi đi. Em phải kêu thằng này nó đi chỗ hát đi, chị không có cái này đâu. Đuổi nó đi. Một, hai. Đó phải từ từ giờ hát là hai thằng con, hai thằng con luôn nhau con nhau lúc đuôi. Ba thằng làng quần yêu rồi chung đến chăm bánh cho. Rồi xong. Thì thật ra là nó đó cho 15 cái thôi, tại vì nãy chị hát không có chế. Rồi, ghi quân bé sẽ nhận được 35 tô súp. Rồi. Có 32 rồi em, anh cứu ba cái rồi, có 3 cái. Tôi không tồn tại ở đây chứ. Tôi phải rõ ràng nhá, thiếu, thiếu, đủ rồi. Thấy không, đây là ánh mặt trời, rừng cây và tôi. Cuộc sống đâu đơn trước điều gì, người thắng cũng sẽ thắng rồi thua. Kệ chị Mimi quá thôi, kệ chị Mimi. Tập trung lại đây nè, chúng ta đến thử thách cuối cùng. Thử thách còn nữa. Một cái này nữa. Còn nè. Thử thách cuối cùng của chúng ta, đó chính là tiêu diệt những con zombie. Nếu ai tiêu diệt hết thì người đó sẽ nhận được một căn nhà. Chính ra là em vừa được anh cái hộ chị nữa. Chúng ta có một sự thay đổi ở đây. Rồi ai xây được một căn nhà đầu tiên của nó thì chiến thắng. Giờ phải xây một căn nhà đầu tiên, người đó sẽ chiến thắng. Go. Xây căn nhà. Go. Căn nhà đó, xây căn nhà xây như nào? Bất kỳ một căn nhà đó nhỏ gỗ hay bất kỳ một, nói chung là một chỗ trú tạm bợ. Go. Một chỗ trú tạm bợ không? Hiểu. Chắc là anh này bé anh sẽ xây một cái gì đó đơn giản á. Chị Mimi lẹ lên nè. Go, lẹ lên, lẹ lên. Đi đây, chẳng có lời đâu. Go, lẹ lên, đi đây. Chúng tôi thấy có một sự chọn đồ nhẹ. Tôi thấy là một người chơi bắn. Trời ơi trời, anh này bé không thương tiếng thương hoa tiếng ngọc gì hết. Trời ơi trời. Tôi lấy đồ khác, tôi thương cái gì. Go. Nãy giờ bắt thua phải nhường ván xíu cho anh. Đây là một cuộc thi, chúng ta phải thể hiện sự nghiêm túc, phải thể hiện sức mạnh không? Ôi là trời. Mảnh quả cá to hả? Quả cá to đó, quả cá to đấy, quả mới á, quả mới. Để đi chị biết mấy đâu rồi. Đây lên, đây lên. Đứng xa hơi bé, xong rồi nha. Đây, chở chung nhà rồi, xong. Xong rồi, nè, nhà đấy đó, đùa đâu. Rồi, lại đây với em nè. Nhìn như cái lèo vậy. Mình không sợ quái vật được rồi, đó, cần đi đâu. Rồi, xin chúc mừng anh bé đã nhận được một căn nhà toàn là zombie. Nhưng mà không sao hết, mình có súng mà sợ gì. Zombie. Zombie này thôi. Anh bé béo, em sẽ tiết lộ cho em một tin buồn. Trời tối mình đi cả lúc kinh nghiệm không, cứ yên tâm ở đó. Chị Mimi ơi, chạy đi chị Mimi. Chạy nữa đi, đi làm vậy rồi, có vũ khí nữa rồi. Có vũ khí, chạy. Ok các bạn, clip luôn. Chạy. Ok các bạn, clip của mình. Đến đây là kết thúc rồi mọi người ơi. Đừng quên bấm like, mình bé giờ Mimi nha. Bye bye. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với đọc comment của các bạn khán giả thôi. Let's go. Comment đầu tiên của bạn tên là Moonfansami22. Em đã like rồi, ok. Comment tiếp theo. Em chào anh mèo béo, em là fan của anh và My. Và muốn chúc anh được nút vàng và 500 số. Sao chào mèo béo không chào tôi vậy ba? Chào tôi tươi. Con tôi mà không chào tôi muốn nhỉ. Và cũng cảm ơn em đã chúc cho anh được 500 xích nha. Comment của bạn Happy Deadless. Mấy ngày rồi anh mới đăng video đấy ạ. Nhớ anh lắm luôn ạ. Cảm ơn em. Bữa giờ mình có công chuyện gia đình nên là mình không có thời gian để clip với mọi người, nên là các bạn thông cảm nha. Tim Minh Quang, hello anh. Hello Minh Phát Phạm, đúng không? 3361 tim. Trời ơi nhiều tim quá. Cảm ơn em, tim cho em một tim. Cái này cho có một tim à. Cái mình của bạn Thanh Tú TV, mấy ngày nay anh mất tích hơi nhiều nha anh trai. Tại vì tôi bận chuyện gia đình đó. Và cảm ơn của bạn Tú cũng là comment cuối cùng ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình tới giờ. Đừng quên nếu có map nào hay thì bình luận phía dưới cho mình trải nghiệm nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người clip sau. Bye.